Chào quý vị và các bạn. Trong sinh hoạt hàng ngày, khi chúng ta sử dụng các loại ống nước, chúng ta sẽ phải nghiên cứu các phương pháp để chúng ta sử dụng một cách hiệu quả và tiện dụng nhất. Trên màn hình đây, tôi đang có một đường ống cấp nước. Bồn chứa nước thì tôi để trên tầng 2, thì nó xuống dưới này thì nó rất là mạnh rồi. Tuy nhiên, để sử dụng một cách tiện lợi, đôi khi chúng ta vẫn phải sử dụng các loại bơm. Chúng ta kết hợp rửa hoặc chúng ta tưới cây thì chúng ta cũng cần phải đấu nối các cái đường ống và các cái dụng cụ từ ống cứng sang ống mềm để chúng ta sử dụng cho nó thuận tiện. Thông thường thì chúng ta hay sử dụng là ống 21 và dây ống mềm cũng là ống 21. Chúng ta sẽ đấu nối ống cứng với ống mềm như các bạn thấy trên màn hình đây. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ cần cắm cái ống vào khóa nước này. Kể cả khi chúng ta sử dụng các loại bơm với áp suất nước lớn vẫn đảm bảo cho chúng ta không bị tụt ống khi chúng ta sử dụng các bạn. Vì vậy, để có một sự liên kết hữu cơ giữa ống cứng và ống mềm thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách đấu nối hai cái ống này với nhau. Như các bạn thấy đây, tôi chơi vườn sân thượng, do đó là tôi đang chuẩn bị tới 20 mét ống để tôi sử dụng để tôi tưới cây. Thông thường thì ống nhựa 21, ống cứng 21 có cái kích thước bằng nhau các bạn. Để cho ống nhựa cứng cho vào được trong cái ống mềm này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp như sau. Nếu các bạn sử dụng đèn khò thì chúng ta sử dụng nó thuận lợi hơn. Nếu chúng ta không có thì chúng ta có thể sử dụng bằng giấy và bật lửa để chúng ta hơ nóng cái ống các bạn. Như ở đây tôi đang sử dụng một cái đầu ống nối thì nó có cái đầu phía ngoài này nó rộng hơn rồi. Chúng ta sẽ hơ nóng ống. Các bạn có thể sử dụng nhiệt trên bếp ga cũng được. Sau khi chúng ta hơ nóng ống thì nó sẽ mềm ra. Chúng ta sẽ cho ống cứng vào. Chúng ta tạo thành một cái cút nối với mục đích là chúng ta sẽ thu nhỏ cái đầu ống này lại để chúng ta sẽ cho vào trong cái ống mềm này nó dễ dàng hơn các bạn. Thu nhỏ cái đầu ống này lại bằng cách như sau. Các bạn lại sử dụng lửa. Chúng ta lại hơ nóng cái ống 21 này lên. Có lẽ là làm trên bếp ga thì nó đỡ nguội hơn các bạn. Sau đó các bạn sẽ cho cái ống này vào cái cút này và chúng ta xoáy. Sau khi các bạn xoáy cái cút này vào, cái đầu ống đằng này nó sẽ thu nhỏ lại. Ta sẽ cho hai cái ống này vào với nhau rất là dễ dàng. Bây giờ tôi sẽ thực hiện để quý vị và các bạn cùng quan sát. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng keo để chúng ta đấu nối hai cái ống này lại. Các bạn sẽ bôi keo lên phần ống cứng. Chúng ta chỉ cần bôi lên đầu ống thôi. Thì khi chúng ta đút cái ống vào là keo nó sẽ chạy đều. Bây giờ tôi sẽ thao tác để quý vị và các bạn cùng quan sát. Các bạn sẽ nghiêng nhẹ cái đầu ống một chút. Sau đó các bạn sẽ nhẹ nhàng các bạn đẩy ống vào. Các bạn sẽ đẩy theo chiều xoáy. Vào càng sâu thì càng chắc các bạn. Các bạn chỉ cần cho cái phần tiếp giáp giữa hai cái ống này khoảng 2 cm là nó đã đủ độ chắc rồi các bạn. Như ở đây tôi sử dụng cái bơm, nó đẩy nước lên tầng 2. Kích thước ống là ống 27. Khi tôi thu lại ống 21 và tôi đấu nối vào cái đường ống này thì nó vẫn chịu áp lực rất là tốt các bạn. Sau khi các bạn đấu nối thành công hai đầu như thế này rồi, chúng ta sẽ đấu nối một đầu với khóa 21. Đối với phần đấu nối đầu vào, các bạn sẽ mài nhẵn cái đầu tiếp xúc với khóa đầu vào. Khi chúng ta mài nhẵn, sự tiếp xúc giữa khóa và ống nó sẽ cân bằng và cái độ hút, độ khít phần tiếp nối này nó sẽ chắc chắn hơn các bạn. Các bạn sẽ mài lên mặt nhám của nền xi măng, nó sẽ nhẵn đều. Tiếp tục chúng ta thực hiện tương tự như với đấu nối đầu ra của ống nước và chúng ta sẽ đấu nối đầu vào của ống nước. Sau khi các bạn đấu nối thành công
chúng ta sẽ để khoảng 7 đến 10 phút thì chúng ta có thể sử dụng được ngay. Như vậy là sau thời gian khoảng 10 phút, tôi đã thiết kế thành công bộ vòi nối ống cứng và ống mềm để sử dụng trong sinh hoạt cũng như xịt rửa và tưới cây. Bây giờ tôi sẽ sử dụng để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đối với khóa đầu vào, chúng ta chỉ cần cắm ống vào trong cái đầu khóa 21 này và chúng ta xoáy nhẹ thì nó đã rất là chắc chắn rồi. Đây là tốc độ nước khi chưa được bật bơm. Bây giờ bơm đã được hoạt động và tốc độ bơm của máy bơm rất là mạnh. Nén ống để tưới cây, xịt rửa rất là tiện lợi. Các khớp nối rất là an toàn. Đó, các bạn thấy vận hành nén thì nó có thể xịt rửa tới hàng chục mét đấy các bạn. Chúc quý vị và các bạn thực hiện thành công.